Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về 8 plugin mình hay sử dụng cho tất cả những cái bản mix của mình. Các bạn hãy theo dõi nhé. Đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn đó là EQ plugin EQ FabFilter Pro-Q 3. Thì hồi xưa mình có xài cái Q2 thì mình mới nâng cấp đến cái Q3 này, thì cái nâng cấp của cái Q3 này thì nó thêm cho mình cái chức năng đó là Dynamic thôi, thì nó thêm cái chức năng là Dynamic EQ. Thì Dynamic EQ là gì thì mình sẽ nói sau. Còn hiện tại thì mình xin giới thiệu đến các bạn đó là cái plugin đầu tiên của mình khi mà lúc nào mình cũng sử dụng để mình mix. Thì cái này nó rất là trong để mình dùng để mình cắt những cái tần số nào mà mình cảm thấy là nó không có hay. Thì nó cắt tần số rất là tốt, chính xác, độ chính xác rất là cao. Ví dụ như là cái low cut của nó thì nó thậm chí nó cho mình brick wall là nó cắt đứng một góc như vậy luôn. Thì các bạn thấy là nó cắt rất là sạch sẽ tất cả mọi thứ ở đây. Ta chỉ sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm. Đây là cái track nó chưa có EQ. Ta chỉ sống một lần trên đời. Ở đây là cái EQ. Suy nghĩ lắm, chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời. Thành vị ngọt trên đôi môi. Thì mình dùng cái này để chủ yếu là mình cắt tần số thôi. Thậm chí mình có thể mình boost một số tần số gì đó, mình muốn boost thì mình boost nhẹ cũng được. Thì cái boost này nó rất là trong, nó rất là transparent. Nó không có tạo một cái màu sắc gì đó cho cái bản mix của mình hết. Cái plugin thứ hai đó là cái plugin mình hay sử dụng đó là cái FabFilter Pro C2. Thì cái này thì hiện tại mình vẫn đang xài cái bản này C2. Thì nó cái compressor này nó rất là tốt, nó cho mình rất là nhiều cái style đây, từ clean, classic, octo, vocal. Cái này là nó fix cái ratio luôn. Thậm chí mastering đây, burst, phần pumping. Thì những cái này mình sẽ nghe và mình sẽ tự quyết định theo cái source mình có. Thì ngoài cái chức năng compress thì nó có thêm cái sidechain này. Tại vì khi mà mình compress á, thì nó sẽ compress tất cả những cái tần số và những nó thường nó làm cho cái low mid của mình nó lên rất là nhiều. Thì nó có một cái sidechain này để cái compress cursor của mình nó không có tác động nhiều cho cái vùng sau này nè. Thì cái compress của mình nó sẽ cái độ chính xác nó cao hơn theo cái ý muốn của mình thôi. Gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Mình xem nó cái in với cái out của nó đây nè. Thì nó sử dụng cái cho nó là west game thôi. Đó là cái tín hiệu sau khi nó compress. Anh sẽ để em mặt trời. Không có compress. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Ok, thì cái plugin mà thứ ba mình hay sử dụng đó là cái SSL. Cái SSL này thì mình hay dùng để mình boost tần số. Tại vì nó khi mình sử dụng cái thằng này nó gọi là nó giả lập cái hardware thì nó sẽ kèm theo những cái distortion của cái hardware để nó tạo ra cái giả lập giống nhất cái hardware có thể. Thì mình hay sử dụng để mình boost là nhiều hơn là mình cut. Thật ra cái này mình xài để mình cut cũng được, nhưng mà cái độ chính xác thì nó sẽ không bằng cái thằng Q3 đâu. Thì mình nếu mà mình sử dụng theo cái dạng mixer thì mình sẽ sử dụng cái thằng này. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Cái plugin thứ tư mình hay sử dụng đó là cái mình hay sử dụng đến cái Pro-DS này nè. Thì cái này mình đang sử dụng cho vocal thôi. Thì thì cái Pro-DS này nó rất là tốt để mình làm giảm cái DS, cái S, những cái âm S và những cái âm S và những âm chờ, những cái âm đó của cái vocal. Và tiếng Việt hay tiếng Hoa nó cũng có, tiếng Việt nó cũng có nhiều lắm, mấy cái tiếng kiểu nó hơi sắc. Cái plugin thứ 5 mình hay sử dụng đó là cái Valhalla Reverb. Thì mình sử dụng đó là cái Valhalla Room. Thì cái room này nó rất là tiện lợi cho mình để mình điều chỉnh những cái thông số của nó. Thì nó rất là tiện lợi, và cái giao diện của nó thì nó rất là dễ nhìn. Những cái này thì bạn có thể điều chỉnh cũng được, nếu mà mình không hiểu thì mình cứ để nó theo cái preset của nó, sau bắt đầu mình sẽ chỉnh. Thông thường mình sẽ chỉnh những cái mix, những cái delay và những cái decay thôi. Plugin thứ 6 mình hay xài đó chính là Trim của Pro Tools. Thì cái này nó cũng giống như là cái plugin gain, hoặc là những cái, nói chung là những cái gì nó liên quan đến gain của cái tín hiệu. Thì cái plugin này nó sẽ làm, nó can thiệp trực tiếp vô cái gain này, cái tín hiệu to nhỏ của cái track này. Thì nó thực ra trên cái thằng Pro Tools thì nó cũng có cái thằng clip gain, thì nó cũng can thiệp được. Tuy nhiên mình hay sử dụng cái thằng Trim để mình can thiệp từng, nó là đến 0,1, 0,2, nó đến 0,1, 0,2 dB, chứ nó không có lớn như là cái số. Tại vì các bạn thấy là cái fader của mình á, khi mà mình càng kéo xuống đây á, cái số của mình nó sẽ càng lớn, các bạn thấy không? Từ cái số 60 đến số từ 60 này, 60 40 này, nó rất là nhỏ. Khi mình kéo nhẹ là cái thông số rất là lớn. Thì tốt nhất là mình cứ để nó bằng 0 cũng được. Sau đó mình sẽ chỉnh bằng cái trim hay là cái gain plugin để mình tăng giảm. Tại vì khi mình tăng giảm thì nó sẽ nó sẽ can thiệp vô cái gain stack của cái bản mic của mình, thì nó làm cho mình kiểm soát cái bản mic nó tốt hơn. Nó can thiệp từng 0,1 dB nhỏ, nó rất là tiện lợi của mình khi mình sử dụng, để mình can thiệp cái độ chính xác rất là cao. Các bạn có thể sử dụng những cái plugin tương tự cũng được. Đây là cái plugin thứ 7 mình hay sử dụng cho các bạn mix của mình. Thì cái này là nó là cái Focusrite Red 2 EQ. Thì cái thằng EQ này nó giả lập cái hardware của Focusrite. Cái EQ này thực ra nó cũng mắc tiền lắm, nhưng mà nó giả lập nó thành plugin cho mình thì nó cái giá thành nó cũng thấp hơn. Thì nhưng nó lấy được cái màu sắc của cái thằng hardware. Thì theo mình đánh giá thì cái plugin này nó boost cái tần số rất là ngọt, rồi rất ít distortion, thì nó khá là clean và nó ngọt khi mà mình boost lên. Thì mình hay sử dụng thằng này để mình boost những cái tần số cao là chính, tại vì mình chỉ cần boost nhẹ là mình cảm giác nó rất là ăn. Các bạn có thể nghe thử. Nó boost nhưng mà nó tạo cảm giác rất là ngọt, chứ nó không có bị khó chịu. Đó là cái EQ thứ 7, cái plugin thứ 7 mình hay xài. Và cái plugin cuối cùng đó là cái The Glue. Thì mình hay sử dụng cái Glue này cho cái mixbird thôi. Thì thực ra mình mix thì mình có thể sử dụng hoặc không sử dụng compressor để mình làm cái mixbird. Nhưng mà mình theo thói quen thôi thì mình hay sử dụng cho cái nhạc pop, những cái nhạc rock, những cái nhạc nó mang tính có beat tí thì mình tạo cái độ punch với lại mình can thiệp ngay từ đầu, thì mình sẽ insert cái này vô cái master trend của mình luôn để mình kiểm soát cái bản mix của mình theo cái màu của compress này. Thì thực ra mình có rất là nhiều, mình có vài cái mixbus compressor, nhưng mà mình rất là thích cái thằng The Glue này, tại vì nó rất là transparent, nó không có tạo rất nhiều màu sắc quá và can thiệp quá nhiều cho cái không gian của cái bản mix của mình. Thì nó chỉ làm chút xíu thôi, nó chỉ tạo chút xíu một cái ảnh hưởng gì đó đến cái bản mix của mình, và nó tạo cho cái đúng cái tên của nó là nó dán cái glue cái bản mix của mình lại. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được những plugin ưng ý nhất của mình để mình tăng tính hiệu quả trong làm việc cũng như là sáng tạo. Xin chào và hẹn gặp lại.